Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, nhóm phóng viên báo Người Lao Động đã đến thôn Giang Đông, xã E Đá, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để tìm gặp thêm những người có liên quan đến phóng sự về phá rừng của VTV được phát sóng trong chương trình Chuyển động 24 giờ. Đó là em Vàng A Tu, 14 tuổi, nhân vật chặt cây trong phóng sự, và chị Sùng Thị Mông, người phiên dịch cho nhóm phóng viên. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Cô có cả lúc mà sáng cầm hồi mấy xuống mấy cơ cơ. Tôi nói là họ bảo tôi về lấy xăng đi lấy cái máy cưa đó là cưa, nhưng mà giật máy cưa không nổ, thế là tôi mới lấy rìu chặt một cái cây nhỏ to bằng này này đó, là vậy là tôi lấy cái rìu chặt xong cái cây đấy xong là về. Bởi vì em tôi nói là em không biết, như vậy em rất sợ và em không biết là sẽ như thế nào, nhưng mà em thấy hồi hộp với lại lo lắng vì em không biết gì hết, mà tự dưng mấy người kia đưa em đi vào một cái tình huống như thế là em rất là sợ. Mẹ em Vàng A Tu là bà Hờ Thị Cha cũng cảm thấy bức xúc sau sự việc. Nói là lúc đi là người ta dụ dỗ đi mà bà không thấy, bà không biết. Còn bây giờ mà như thế này thì bà không hài lòng. Với lại bà không cho phép, tức là không cho phép xảy ra chuyện gì với lại con của bà. Vì bà nói là bà thấy đau lòng khi mà người ta làm như vậy với con của mình. Phóng viên báo Người Lao Động tiếp tục tìm đến nhà chị Sùng Thị Mông, cùng ở huyện Krông Năng, người được xuất hiện với vai trò phiên dịch cho nhóm phóng viên VTV. Hãy cùng nghe chị Mông nói gì. Đầu là xuống kia quay một ít về hoàn cảnh của gia đình của bé vợ, rồi quay với lại phỏng vấn một ít về bố mẹ của bé vợ xem tình hình sống hoàn cảnh như thế nào. Chứ em cũng không biết là xuống kia là đi một máy lóc này kia cưa gỗ. Xuống kia rồi anh kia mới nhờ em nói lại với cô chú là nếu mà được thì đi mượn máy lóc, thì đi mượn máy lóc cưa cái gỗ để mà tựa như vậy thì nó hay hơn. Bố được không? Chú không có chịu, nhưng mà anh nói là tại vì anh muốn lấy tưởng tượng như là mình đang cưa gỗ này kia để về làm củi này kia để họ biết là mình như thế này như thế kia vậy á. Mình nghèo rồi mình lấy củi này kia về bán vậy á. Em có suy nghĩ là mà anh đây làm vậy cũng không có đúng. Nếu mà thương thì đã thương thì phải thương cho trót. Mà đã không thương thì chắc chắn là họ sẽ đối xử với chú Vinh như vậy thôi. Theo em Vừa Thì Dở, con ông Vừa Vũ Vinh, nhóm phóng viên VTV tìm đến nhà ông Vinh nhờ ra rẫy để quay cảnh đi làm. Tuy nhiên sau đó lại làm phóng sự về phá rừng. Mà anh kia hỏi là thường thường là ở làng Mông em là có hay phá rừng hay không? Em nói là không. Lại hỏi là thế bố mẹ em có hay đi phá rừng chọc củi không? Em nói là em cũng trả lời là không. Chỉ có là đi lấy củi về để đốt rồi nấu cơm thế thôi. Còn phá rừng là cũng chẳng phá. Thế anh kia bảo là thế có nương rẫy nhiều hay không? Em nói là cũng chỉ có là ít ít thôi. Anh kia hỏi là thế thì để cho má anh kia lên rồi nếu lại xuống được thì lại xuống. Rồi em đưa má anh kia xuống gặp bố mẹ. Thì em nói là chắc em không đưa má anh xuống được bởi vì em đang đi học. Mà anh kia nói là muốn quay hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ và đang hoàn cảnh mà bố mẹ đang đi làm, để cho nếu mà được cảm động thì sẽ được người ta hỗ trợ và cho tiền. Thưa quý vị và các bạn, sự tình đến đây như thế nào đã rõ, chính những người trong cuộc đã cho chúng ta thấy sự thật như thế nào. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.